Chuyên minh kính chào quý khán giả của người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức thì bão lớn làm sập nhà dưỡng lão Arkansas, hai người thiệt mạng. Các thứ vị bão lớn hoàn thành khắp miền trung của Hoa Kỳ và cuối hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 12 gây ra ít nhất là một trận lốc xoáy, CNN dẫn lời giới chức loan báo thời tiết xấu nổi lên từ vùng hạ thung lũng Mississippi đến miền trung của Ohio trước đợt không khí lạnh, đe dọa lốc xoáy vào ban đêm từ Arkansas đến Indiana. Lốc xoáy làm sập nhà dưỡng lão ở Monet, Arkansas, khiến hai người thiệt mạng, theo chế chức. Lốc xoáy quét qua khắp vùng đông bắc của Arkansas ngay sau 7 giờ tối, theo Sở Khí tượng Quốc gia. Ở Tennessee, thì vài căn nhà bị hư hại và một số người bị kẹt ở Samford. Ông Carl Ulrich, là cảnh sát trưởng của Union City, cho biết là Samford nằm ở phía tây bắc của Tennessee, phía bắc của Memphis. Tổng cộng là hơn 55 triệu người khắp nước Mỹ có thể phải gặp bão mạnh vào hôm thứ sáu. Liên quan đến phần tin khác thì hành khách say rượu đánh tiếp viên chuyến bay Delta phải đáp khẩn cấp. Chuyến bay của hãng Delta từ Washington DC đi Los Angeles phải đáp khẩn cấp xuống um, Oklahoma City vào tối thứ Năm ngày 9 tháng 12 sau khi một hành khách say rượu tấn công hai người theo CNN. Hành khách này tấn công tiếp viên ông Arthur Kesslery đại diện Sở Cảnh sát Oklahoma cho CNN hay và nhân viên bảo vệ chuyến bay 324 cũng bị tấn công trong lúc cố gắng khống chế hành khách này. Cuối cùng, ông ta cũng bị khống chế. Chiếc Boeing 757-200 đã xuống khẩn cấp phi trường quốc tế là Will Rogers khoảng 7 giờ 40 phút tối thứ Năm. Ông Gregory cho biết hành khách này được đưa xuống phi cơ rồi được FBI thẩm vấn. Ông ta đã bị bắt và bị truy tố tội say rượu và gây rối nơi công cộng. OKCPD loan báo vào hôm thứ Sáu, hành khách là Ariel Pennington, 35 tuổi, cư dân ở Washington, DC, được đưa vô nhà tù Oklahoma City vào lúc 11 giờ 16 phút tối thứ Năm và được thả ra lúc 4 giờ 54 phút sáng ngày thứ Sáu, theo hồ sơ của nhà tù. Cơ quan an ninh giao thông vận tải cho hay, trước đó nghi can có uống rượu. Video do phóng viên online là Oceus quay được cho thấy ông Pennington được hai cảnh sát viên OKCPD đáp áp giải xuống phi cơ. Sự việc hôm thứ Năm không liên quan đến quy định đeo khẩu trang và TSA cho hay, tuần trước chính quyền liên bang gia hạn lệnh đeo khẩu trang đến ngày 18 tháng 3 năm 2022 trên tất cả phương tiện vận chuyển công cộng. Liên quan đến phần tin khác, thì một loạt tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ xác nhận ca nhiễm Omicron. Một tiểu bang, một loạt tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ gồm Texas, Georgia, Louisiana và Florida xác nhận ca nhiễm Omicron, nâng tổng số tiểu bang có ca nhiễm biến thể này lên đến 25, tính đến ngày thứ Sáu ngày 10 tháng 12, theo CNBC. Giới chức y tế dự trù vào tuần tới sẽ có thêm nhiều tiểu bang báo cáo của các ca nhiễm Omicron. Bác sĩ Roger Walensky, giám đốc trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC cho hay trong buổi họp báo vào ngày thứ Sáu vừa qua tại Tòa Bạch Ốc, số người nhiễm Omicron ngày càng gia tăng giữa lúc Mỹ đang hứng chịu đợt lây lan biến thể Delta khiến số ca COVID-19 trung bình một ngày trên cả nước là lên hơn 100.000 ca, tăng hơn 16% trong tuần vừa qua và tăng 23% kể từ trước lễ tạ ơn theo sự kiện của Johns Hopkins University. Khoa học gia khắp nơi đang cố gắng tìm hiểu Omicron lây lan mạnh như thế nào, gây bệnh nặng hay không và ảnh hưởng ra sao đến hiệu quả của vaccine. Trong khi đó, thì phòng thí nghiệm của tiểu bang, tư nhân và trường học đang gia tăng xét nghiệm nhằm phát hiện thêm ca nhiễm biến thể này tại Georgia, tính đến thứ năm, giới chức y tế tiểu bang xác nhận 3 người nhiễm Omicron, cả ba sinh sống ở vùng đô thị Atlanta. Cơ quan y tế Georgia đang truy tìm người tiếp xúc ba bệnh nhân này, theo thông cáo báo chí vào hôm thứ năm. Bà Kathleen Tommy là giám đốc của DPH, nhấn mạnh rằng là chích ngừa là cách tốt nhất để ngăn Covid-19 lây lan cũng như là ngừa những biến thể như Omicron theo thông cáo. Bà Tommy cũng lưu ý Delta vẫn đang là biến thể phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Delta hiện vẫn chiếm trên 99% toàn bộ mẫu xét nghiệm uh, của Hoa Kỳ. Bác sĩ Walensky cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba. Tại Louisiana, tính đến thứ Năm, giới chức y tế tiểu bang báo cáo có 37 ca nhiễm Omicron, nhưng chỉ có 3 ca được xác nhận, còn 34 ca vẫn nghi và Bộ Y tế Louisiana cho hay trong thông cáo báo chí. Và kính thưa quý vị, trong khi đó, Texas xác nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên vào hôm thứ Hai là cư dân Harris County, quận hạt có thành phố Houston là nơi có nhiều người Việt sinh sống. Bộ Y tế Texas cũng lưu ý là bệnh nhân là người lớn, là nữ, nhưng họ không nói rõ triệu chứng hay người này xét nghiệm dương tính khi nào. Trong khi đó, thì Cộng sản Việt Nam tiếp tục ăn xin vaccine sau khi được cho hàng chục triệu liều. Báo Thanh niên vào hôm 10 tháng 12 dẫn lời của bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới như hiện nay, công tác ngoại giao vaccine ngừa Covid-19 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm bảo đảm nhu cầu chích ngừa trong năm 2022. Ngoại giao vaccine là khái niệm được chính phủ Việt Nam dùng để chỉ việc tứ trụ thay phiên nhau điện đàm hoặc đi xin vaccine từ các nước giàu dù trước đó đã kêu gọi người người dân góp hàng ngàn tỷ đồng vào quỹ vaccine. Đến nay thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu viện trợ về vaccine cho Việt Nam với tổng cộng là hơn 20 triệu liều được gửi thành nhiều đợt. Trong khi đó thì các nước như Nhật, Pháp, Đức cũng lần lượt gửi cho Việt Nam hàng chục triệu liều vaccine trong những tháng vừa qua. Đáng lưu ý là ngay cả Cambodia cũng cho Việt Nam 200.000 liều Sinopharm của Trung Quốc vào cuối tháng 10 vừa qua. Bà Hằng cũng cho biết trong thời gian tới, Hà Nội không chỉ xin vaccine cho người trưởng thành mà còn tiếp cận nguồn vaccine dành cho trẻ em. Cũng theo báo Thanh niên, thì bên cạnh vaccine, Chính phủ Việt Nam còn chủ trương xin các nước viện trợ trang thiết bị y tế để chống dịch. Bà Hằng, bà Hằng cũng nhấn mạnh rằng là nỗ lực và vận động quyết liệt vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó có lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, có thể nói là à, bảo đảm nhu cầu chích ngừa trong nước. Tuy vậy, bà Hằng không làm rõ trong số 150 triệu liều vaccine có bao nhiêu là chi từ quỹ vaccine và bao nhiêu là được các nước viện trợ theo trang web quỹ của vaccine đến nay thì quỹ này đã huy động được tổng cộng gần 8.800 tỷ đồng và sau khi chi mua vaccine à nay còn 1.150 tỷ đồng. Trong khi đó, thì số phóng viên bị bắt tại Việt Nam đứng thứ tư toàn cầu năm 2021. Báo cáo từ Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho thấy số lượng phóng viên đang ngồi sau song sắt trên khắp thế giới chạm mức cao nhất trong năm 2021, theo dữ liệu cho Reuters viện dẫn. Tính đến, đến ngày 1 tháng 12 năm 2021, thì có 293 nhà báo đã bị phạt tù. Ngoài ra, ít nhất là 24 nhà báo đã thiệt mạng do đưa tin và 18 người khác đã chết trong hoàn cảnh khó có thể xác định được liệu nguyên nhân bị nhắm đến có phải là do à, công việc hay không? Trung Quốc là nước bắt giữ nhiều phóng viên nhất trong năm 2021 với 50 nhà báo, theo sau là Miến Điện. À, do ảnh hưởng từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2, kế tiếp là Ai cập. Việt Nam và Belarus. Mặc dù lý do bắt giam giữa các quốc gia có sự khác biệt, song con số kỷ lục này phản ánh biến động chính trị trên toàn thế giới và sự không khoan nhượng đối với việc tự do đưa tin. Đây cũng là lần đầu tiên mà danh sách của CBJ bao gồm của các phóng viên bị giam giữ tại Hồng Kông sau khi Trung Quốc đưa ra quy định mới về luật an ninh quốc gia vào năm 2020. Bất cứ hành động nào bị Bắc Kinh coi là lật đổ, ly khai hoặc thông đồng với các lực lượng ngoại quốc đều có thể bị phạt tù là trung thân. Liên quan đến phần tin khác thì Hội An là địa phương đầu tiên cấm thịt chó mèo. Hội An trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam cam kết không tiêu thụ thịt chó mèo. Theo báo VN Express, tại buổi lễ diễn ra vào hôm 10 tháng 12, Hội An đã ký kết với four House tổ chức phi lợi nhuận vì phúc lợi động vật để mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật, xóa bệnh dạy và loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó mèo. Theo lời của Nguyễn Thế Hùng là phó chủ tịch thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam. Ông Hùng cho biết thêm rằng là sự hợp tác giữa Hội An và Pop là vận động người dân không sử dụng thịt chó mèo, làm tốt công tác phòng bệnh dạy. Tuy vậy, ông Hùng cũng thừa nhận thực tế Hội An có nhiều người kinh doanh thịt chó mèo và nhà chức trách sẽ vận động chứ không thể cấm cản họ được mà cần lộ trình thực hiện. Tại buổi lễ ký kết này, thì bà Julie Sanders là phụ trách và giám đốc vật nuôi của Pop House cho biết hiện có hơn 5 triệu con chó, 1 triệu con mèo là thịt mỗi năm ở Việt Nam. Theo ghi nhận của báo VN Express, thì Hội An đang có khoảng hơn 2.500 con chó mèo nuôi tại các gia đình và tỷ lệ vaccine ngừa bệnh dạy đạt khoảng từ 70 đến 90%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.